Hôm nay chúng ta sẽ có 3 chiến chương phải dùng 3 chiến chương được so kè về thái độ thi đấu 51, 53 và 01. Chúng ta phải dùng cuộc chơi đầu tiên là chiến chương 51 thì chiến chương này thái độ thi đấu chậm, không bọc và thái độ thi đấu không tập trung bỏ mặt đấu nhiều. Hai chiến chương mà so kè được 53 và 01. 01 là chiến chương ở giai đoạn đầu chơi yếu nhưng càng về sau chiến chương này mạnh mẽ hơn và chơi tốt hẳn hơn so với chiến chương 53. 53 ở giai đoạn đầu chơi tốt nhưng càng về sau lại chậm hơn và thua hơn so với chiến chương 53. Và xin mời 74 đi trước. Trình báo với chúng em và xin chúc mừng 51 và 53 đoạt giải thứ nhất đầu tiên. Xin chúc mừng 01 đi tiếp. Xin mời ba tổ. Tín hiệu. Vòng loại giải thứ nhất lượt đấu thứ hai bắt đầu. À, đua trình chung kết còn nhiều cánh trái, toàn trái không? 40 trái 5, 6, 0, 1 chiên rất đều là cái này. Số 5 và số 6 là sao được? Đi trước đây các bạn. Số 5 là 68 đi trước. Số 1 là số 6 đi sau. Rồi, vòng loại giải quyết kết lượt đấu thứ hai hết chưa? Xin mời số liệu của ba vị đại diện ban tổ. Và ở giải đấu thứ nhất lượt đấu thứ hai này chúng ta sẽ có ba chiến chương được sao kè. Chiến chương không số, chiến chương đầu tiên và chiến chương thứ hai là 74 và 68. Thì chiến chương 74 là chiến chương yếu nhất và có lỗi xù và thái độ đấu yếu nhất trong ba chiến chương. Hai chiến chương được sao kè 06 và 60 không số và 68 thì chiến chương không số là chiến chương về thái độ thi đấu càng về sau chậm hơn và yếu hơn so với chiến chương 68. Chiến chương 68 càng về sau mạnh mẽ và tốt.